Tai bay vạ gió là câu mà chúng ta dùng để nói về những người tự nhiên phải gánh họa, có khi là bị sứt đầu mẻ trán mà bản thân không hề có lỗi, không hề liên quan. Ba thanh niên ở Thanh Hóa bị bắn súng vào người khi đi chơi có thể coi là một ví dụ. Song ít nhất thì họ vẫn còn giữ được mạng sống. Còn vị bác sĩ người Nga trong tin tức ngay sau đây thì không có được may mắn như vậy, khi mà đã bị bệnh nhân dùng dao đâm chết ngay giữa bệnh viện. Mà nguyên nhân của nó thì chỉ là vì trước đó vị bác sĩ đã báo cho bệnh nhân một tin mừng, đó là ông ta không hề bị ung thư. Bác sĩ 60 tuổi Igor Tulenev thuộc Trung tâm Ung thư thành phố Murmansk của Nga đã bị một bệnh nhân 67 tuổi đâm chết ngay sau khi thông báo người này không mắc ung thư. Trong đoạn video do camera ghi lại, kẻ tấn công đã dùng dao đâm vào ngực bác sĩ Igor Tulenev. Trong hành lang của bệnh viện, bác sĩ ngã ra hàng ghế phía sau, dùng chân phản kháng trước khi chạy đi gọi giúp đỡ. Tuy nhiên, với thương tích quá nặng, vị bác sĩ này đã qua đời sau đó không lâu. Bệnh nhân này cũng đã tự sát bằng dao ngay sau đó. Theo nguồn tin từ cảnh sát, động cơ gây án là vì bệnh nhân này cho rằng bác sĩ cố tình giấu bệnh tình của ông ta. Bởi trước đó ông này từng đi khám ở rất nhiều trung tâm và bệnh viện khác và kết quả là ông đang bị ung thư. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi cuối cùng cũng đã khẳng định người này không hề bị ung thư.